phút và cùng bước về sân khấu. Xin chân mình đến cài hôn cho em Văn Quyết và Nguyễn Lý trong buổi hôm nay. Đến về một nhà thiền sông Hồng, chúc mai tình cao hơn núi, nghĩa dài hơn sông, tắm tươi như đóa hoa hồng và đẹp tiên nhất cặp đèn đồng của mùa xuân. Qua những lần tháng tìm hiểu của hai em Văn Quyết và Nguyễn Lý hôm nay, được sự thống nhất của hai bên gia đình và sự cho phép của chính quyền địa phương Nam Điền với sự quan tâm của các bậc cha mẹ đại diện cho anh em dòng họ. Vậy sau đây chúng con xin được công bố chương trình buổi lễ thành hôn cho em Văn Quyết và Nguyễn Đình được bắt đầu. Xin được chúc chúng ta lục nghiệp một trong những thần lớn để chúc mừng. Xin được bắt đầu. Vâng, nghe những bình tiếng thoát tay riêng như tiếng nát ca mừng cho hai bạn đẹp như hoa. Chúc mừng Văn Quyết và Nguyễn Lý lên chồng vợ, thân thiết tiếp bên nhau về xung vầy. Ngày xưa đã bắt đầu giòn vang mừng dề thảo, còn ngày nay hoan vui sức tắm đón diệu hiền. Trong hạnh phúc hôm nay thuyền cập bến, đến với cha mẹ Nguyễn Lý đã đến đây rồi. Chúc tục này ở nơi đối bên trong phép con có chính thức là người con dâu. Đi như vậy khao khát bao năm mãi đợi chờ, niềm vui nay đến ngứa trong mơ. Một trời em bà sinh không thường, mảnh đất Nam Điền rất dễ thương. Mỗi một buổi chiều về mà những đôi trai gái người ta đang gầy dựng trên cánh đồng 10 tấn vơi ta, đến bên bọc của nữ tuổi 18 đôi mươi, tuổi khát khao yêu như tuổi ôm bốc vào đời và tuổi sinh hạnh phúc trong lâu dài dân tộc và tuổi dương thành trong cấm bóc đoàn sông. Lời đầu tiên bây giờ kìa, sau đêm xin gửi đến các quý vị đi mèo một lời chúc bệnh tiền dài não và chúc cho hai bạn được trăm năm hạnh phúc. Vậy mới đâu, chương trình mới đến thành hôn cho em hôm nay. Trân trọng giới thiệu cô dâu và chị rể đứng trước khán phòng cưới. Cô chào con viên là hai dòng họ và để làm thủ tục trao nhẫn cưới này trong đấy của hai em hôm nay, xin mời hai bạn. Vâng, xin mời chú rể chào đám cưới chồng người vợ thân yêu của mình. Vâng, hai bạn đã đảm bảo cho các thân yêu trở về bàn tiệc của mình để giới thiệu sâm banh để chúc mừng cho buổi lễ thành hôn của mình và hai họ hôm nay. Oh,
Vâng, và sau khi cô dâu vào chương trình nào tôi được rất nhiều sắp bánh xong, hai bạn sẽ trở về mặt đất dương để phát bánh. Vâng, và chiếc bánh này tượng trưng cho trời đất. Quý vị, chúng ta trở về và chúc phúc cho anh em trong buổi lễ thành hôn Văn Quyết và người đi hôm nay. Xin mời hai bạn. Sau khi đưa chị mới là thằng con dắt con bánh xong, trân trọng giới thiệu bố mẹ cô chú rể cùng với ông trưởng đoàn hai bên dòng họ trở về sân khấu, hai con có chén rượu để chúc mừng cho buổi lễ thành hôn của mình. Xin mời hai ông đại diện hai bên họ và bố mẹ của chú rể trở về sân khấu. Cố lên. Vâng, xin mời hai vị đại diện hai bên dòng họ và bố mẹ của chú rể xin chân trọng giới thiệu chú rể bưng từng ly rượu để chúc mừng cho vị đại biểu họ gái nhà mình và cô dâu bưng từng ly rượu để chúc mừng cho vị đại biểu họ nhà trai và bố mẹ thân sinh ra người chồng của mình hôm nay. Quý vị, chúng ta chúc kính và chúc phúc cho hai em hôm nay. Vâng, mời chúng ta chúc mừng cho đại gia đình của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn lên. Chúc mừng, xin được bắt đầu. Vâng, và rất cảm ơn hai ông đại diện và hôm nay bố mẹ có món quà để trao tặng cho các con trong ngày cưới. Hôm nay chị đảm nhiệm của chị mời. Mọi người xin mời vị đại diện họ nhà gái ăn tọa. Bên với ngày chủ đại của các con hôm nay, bố mẹ có món quà để trao tặng cho các con và chúc các con hạnh phúc. Nếu như vậy, cho mẹ nào mà chọn thương con, mong cho con ngày mai tỏa sáng, sống gió nặng về bàn cùng thương, tin nặng cùng với tim anh, có phòng thay vẻ yêu thương vô bể. Chúng ta đã trở về và chúc phúc cho hai em Văn Quyết và Mỹ Linh hôm nay. Chú lớn. Rồi thả đi với em có chung rồi.
Vâng, hôm nay em gái cũng có món quà cho thằng cho chị hôm nay. Bố mẹ quên đứng yên. Để anh chụp được nhé. Anh chụp chụp được. Vâng, chúng ta chúc mừng cho đây gia đình của chương trình và cùng một tràng pháo tay thật lớn và to, xin được cảm ơn. Thưa quý vị, anh chị và các bạn, quả như vậy chương trình thì có đám mây xanh màu giữa mây trắng chung quanh mây vàng mà. Ước gì anh cứ được làm để cho hai họ dẫn đạo về đây. Ước gì cơm chung một nồi, cái chung một bát ta ngồi một mâm. Ước gì chung chiếu chung chăn, chúng ta thời gian con ra sớm gửi bà ngoại chiều ta đón về. Và để mở đầu chương trình, anh là chúc mừng cho em hôm nay qua giọng ca của Tiến Vũ với ca khúc và có món quà để trao tặng cho đôi bạn trẻ hôm nay. Xin chào quý vị, xin chào giới thiệu anh Tiến Vũ có ca khúc và có món quà để trao tặng cho đội tuyển mới trên dòng chương trình chúng tôi. Anh đang là máy. Máy cần cổ mà được. Qua đâu qua đâu. Máy cần cổ cũng bắt được. Xin được cảm ơn chú Đường, và trước tiên đây bạn xin được thay mặt cho tất cả những người bạn học cùng lớp 9A ngày xưa cùng với bạn Quyết, trước tiên xin được trân trọng kính chào đến sự hiện diện của các quý cô ông bà cũng như sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách đã có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Xin được kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị, và chúng con cũng là những người bạn thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ có những lời ca tiếng hát, chỉ những món quà. Thì có lẽ rằng trước tiên thì xin mời thư ký của lớp mang quà lên đi bạn ơi, chúng con sẽ tặng quà trước và con sẽ hát sau. Và trước tiên thì xin mời bạn bà Hoành, mời bạn Đàm lên sân khấu ạ, mời bạn Nguyên, mời tất cả những thành viên của lớp 9A lên sân khấu. Và nếu bạn nào không lên, chúng tôi sẽ cắt cơm trưa. Lên lên đi. Và những thành viên của lớp 9A học cùng lớp với nhau sẽ là có một món quà đầu tiên để chúc mừng hai bạn, chúc hai bạn trong lòng hạnh phúc. Các chú thể đứng trên còn mình đứng dưới thôi. Đây. Được rồi, tất cả chúng ta đứng ở dưới, còn các bạn đứng ở trên cả. Và xin quý vị dành một tràng pháo thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng được không ạ? Đây, cảm ơn các bạn. Bắt tay. Phong bì luôn đi. Và kính thưa các quý cùng các bạn, chúng con cũng gửi một lời ca tiếng hát để chung vui cùng niềm vui trong ngày trong lòng hạnh phúc của bạn Quyết và Linh ngày hôm nay. Thì cho phép con xin được gửi đến con toàn thể hội trường cũng như quý cụ ông cụ bà và tất cả quý vị một bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Lê Huy, ca khúc được mang tên Và Tôi Cũng Yêu Em. Hân hạnh mời quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường lấp lánh lá vàng.
tôi nhớ lắm thực vì cái bên ngày xưa mãi tranh chưa đi hàng chưa và yêu trẻ thơ bước đường tình cảm và yêu thương giấc ngủ không mộng mị và tôi luôn yêu Bye.